Rồi chào bạn nha, hôm nay mình quay hai anh thầy cô, này với anh thầy cô này nha. Hai này anh thả hai cây này các bạn ơi. Trời giờ này đang gió rất là gió luôn á. Mà giờ anh đang chuẩn bị hạ trước cái cây kia các bạn. Đây hai cây này là 60 độ luôn các bạn ơi. Rồi coi ảnh đang chuẩn bị leo lên. Cây này nằm 60 độ luôn bạn, 60 đường luôn. Rồi chuẩn bị đem mấy cưa lên nhỏ rồi. Rồi cái này là cái của anh thầy cưa này rồi, cái của anh 42 nha. Còn cái anh thầy cưa này anh hay xài cái gây 620 với cái tìm này mới 240 nha bạn. Bây giờ chuẩn bị chuyền mấy cưa luôn rồi. Cái này chắc anh lên anh bấm trước một lóng không à. Cây dài quá dài. Cho nó ngã xuống dưới bờ kinh đó luôn các bạn ơi. Để dài đỡ ngã qua nhà ta đây nè. Dưới đi ra ngoài lộ. Tính là đó anh mở miệng anh bấm ra đó luôn nha các bạn. Đó anh mở miệng xong rồi các bạn. Giờ chuẩn bị em cắt cho ngã luôn các bạn ơi. Ngã các bạn ơi. Một lóng các bạn. Đây, giờ tí xíu nữa chắc anh xuống hạ gốc mình quay cho các bạn xem nha. Rồi đây giờ anh chuẩn bị lên anh mé cây này luôn nha các bạn. Cây này giờ này đang gió quá gió các bạn ơi. Rồi các bạn nhìn gió nè. Trung cây luôn á. Cái này gần sát lộ cho nên xe chạy dữ lắm nha các bạn. Bây giờ anh lên tới đó anh đang mé trên đó nó nghe không bạn. Ồ, gió quá gió các bạn ơi. Anh lấy giò anh kẹp lại luôn anh mé luôn rồi. Gió rung qua rung lại luôn. Xuống không cho ra đường nữa các bạn. Trời chắc này gió nha các bạn. Anh Thợ đang chuẩn bị xử lý một cái cách an toàn hơn. Không có leo lên nữa nha các bạn. Leo lên nữa thì thấy rất mạo hiểm các bạn. Giờ đang chuẩn bị đưa mấy cưa lên các bạn ơi. Đưa mấy cưa lên nặng nó cắt bớt nè. Cắt sụ xuống. Đây giờ chuyện mấy cưa lên các bạn ơi.
rồi để coi anh cắt sụn như thế nào nha. Ở ngoài này là đường đổ sen nha các bạn. Đây giờ anh cho mình cắt nha các bạn. Sụn xuống đó các bạn ơi. An toàn nha các bạn. Rồi để coi anh quyết định cắt nào, chắc gọi chắc anh mau miệng cắt luôn cái đọt luôn các bạn ơi. Cắt luôn cái đọt đó nha. Rồi cắt, cắt đi. Sụn nguyên cái đọt luôn các bạn ơi. Wow, né cái nhà luôn. Quá tuyệt vời rồi, 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 anh cầm. Cung kinh cái cây kìa, cung gánh cái cây không các bạn. Sao thấy ông cắt sao thì không? Quá hay, quá hay, quá hay. Tuyệt vời luôn. Kết. Rồi để coi chắc ảnh một bấm nóng, hai bấm nóng các bạn ơi. Để tí anh xuống bấm nóng rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Này giờ nãy anh cắt cái đọt cho nên giờ anh tụt xuống đó rồi các bạn. À, anh leo xuống tới đó rồi anh ngồi đó bấm ở đó một lóng các bạn ơi, bấm ở đó một lóng xong rồi mình xuống mình hạ gốc nha các bạn. Xuống đó các bạn ơi. Rồi tới anh xuống anh cắt hai cái góc dưới này quay tiếp cho các bạn xem nha. Đây giờ anh thợ này anh xuống góc này trước các bạn, hai góc này trước các bạn ơi. Nãy nó chở anh rung không anh? Rồi hả? Gió thấy có gió quá trời gió không? Rồi chuẩn bị hạ cái này luôn các bạn.
hai cây bình đằng, cây nào lỗi cũng đẹp chưa các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy cây dưới này không, lỗi đẹp chưa không? Bây giờ chuẩn bị cắt cái ngã nó ra các bạn. Tại vì cái cây đó nó dính vô các bạn, mình cắt mình lấy cắt tới ha. Cho nó cái này khi mình cắt cây này ngã là cây đó nó ngã nó gãy thôi luôn. Ôi rồi, ghê không các bạn? Đây, cây nào lỗi cũng đẹp chưa các bạn? Thôi chắc mình cũng xin kết thúc clip ở đây các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video cây tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem video rất là nhiều.